Để chia nhầm một số lớn cho 12 thì trước hết chúng ta phải rèn luyện cách chia những số bé cho 12 đã. Khi thực hiện phép chia này, đừng đọc lại phép chia và đừng cố gắng đi tìm thương của nó trước, mà hãy ngay lập tức đi tìm cái số gần với 38 nhất mà chia hết cho 12. Đấy là 36. 36 chia cho 12 thì được 3 nên thương bằng 3. 36 so với 38 thì thiếu 2 nên dư 2. Để thực hiện phép chia này, chúng ta đi tìm cái số gần với 53 nhất mà chia hết cho 12 là 48. 48 chia cho 12 được 4. Và so 48 với 53 thì thiếu 5 nên dư 5. Số gần nhất với 79 mà chia hết cho 12 là 72. Chia cho 12 được 6. Còn so với 79 thì thiếu 7 nên dư 7. Hãy luyện tập cách nhẩm này đến thành thục. Thầy Kiên sẽ chỉ cho các bạn cách chia một số lớn cho 12. Bạn hãy thực hành với phép tính 88 chia cho 12, comment kết quả ở phía dưới. Nếu các bạn thấy clip này hay thì xin hãy chia sẻ. Đừng quên like page để nhận được những bài toán hay tiếp theo.